Hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe, bình an, công việc gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn tử vi tuổi Thìn trong năm 2021 về phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và chi tiết cho từng tuổi Thìn trong năm 2021. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Mời các bạn cùng theo dõi. Sẽ không còn thời kỳ bình ổn, trái lại, cuộc sống của người tuổi Thìn trong năm Tân Sửu sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tụt dốc đảo điên, nếu không vững vàng tâm trí, e rằng đương số sẽ đón một năm rất vất vả và áp lực. Phương diện tài lộc biến động rất mạnh, dễ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng gian dối. So với tử vi 2020, công việc áp lực hơn khi mà khối lượng tăng dần, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Càng lúc khó khăn càng cần phải đầu tư phát triển bản thân hơn về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã giao. Làm được điều đó đương số mới có cơ may, lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động. Tử vi tuổi Thìn 2021 có ít cát tinh trợ mệnh, hung tinh lấn át, làm gì tuổi Thìn cũng phải thận trọng, suy tính, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh được thất bại. Làm ăn cần nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, chỉ cần có dấu hiệu mờ ám, vừa gây hao tài lại khiến đương số vướng vòng lao lý. Sự nghiệp. Tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, bị tiểu nhân quấy phá, mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Theo đó, tinh thần bất ổn, liên tiếp phạm sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để đương số tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân tại sao vẫn chưa thể gặt hái thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê chạy theo danh vọng. May mắn là trong năm có các tinh hỗ trợ, đương số vẫn gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Năm Tân Sửu, mặt ngoài giao trục trặc, quan hệ xã hội thiếu hài hòa, khó mà thăng quan tiến chức. Tài lộc. Tiểu nhân quấy phá khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận trong năm kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn. Thậm chí, một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên miên. Cơ hội việc làm đã không nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Thu nhập từ nhiều nguồn giảm sút, áp lực kinh tế khá lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật, cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao ngục sát thân. Vì thế, trong năm 2021, tuổi Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để phòng bất trắc. Tình duyên. Chuyện tình cảm không được như ý khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống, gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Với những cặp vợ chồng vừa mới sinh con năm 2021, tần suất cãi vã gia tăng. Cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẻo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình. Với người độc thân, trong năm ít có đào hoa tinh trợ mệnh, tình duyên vẫn khá trắc trở. Mặc dù có không ít đối tượng vây quanh, nhưng đương số khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thực sự phù hợp. Có thời điểm tuổi thì được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên, tình cảm kéo dài khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi, e rằng tình trạng cô đơn còn kéo dài. Sức khỏe. Trong năm 2021, áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn, nhiều lo toan căng thẳng, vì thế mà sức khỏe giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, phần lớn không mắc bệnh tật nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo. Có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy được thuốc. Tuổi Thìn nên chú trọng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Nên tranh thủ nghỉ ngơi, tránh áp lực quá lớn về tâm lý. Nên chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động, để phòng tai nạn bất ngờ ập tới. Hạn chế tới những nơi đèo cao vực sâu, để phòng bất trắc. Chi tiết tử vi 2021 cho từng tuổi Thìn.
Tử vi 2021 tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952 trường Lưu Thủy. Tử vi năm 2021 của tuổi Thìn cho thấy, đương số gặp nhiều vấn đề gây ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ của người sinh năm 1952. Vấn đề chủ yếu xảy ra giữa anh em, con cháu trong nhà, mọi người thường xuyên mâu thuẫn, xung đột gây rạn nứt tình cảm. Quan hệ giữa hàng xóm láng giềng cũng không được yên bình, dễ nảy sinh tranh chấp thậm chí còn gây ảnh hưởng đến tài chính. Thương quan cũng gây ra những tác động không tốt, dễ khiến bản mệnh vướng phải chuyện thị phi. Vì thế, trong năm nay, đương số chú ý giữ mình, chớ hành xử nông nổi, tự rước lấy rắc rối cho bản thân. Tử vi 2021 tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 Phú Đăng Hỏa. Năm nay có thể nói là một năm khá khó khăn đối với người sinh năm 1964. Vì vậy, sự nghiệp của bản mệnh khó có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi, mục tiêu đặt ra cũng khó có thể hoàn thành được như mong muốn, thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực, nếu nóng vội đầu tư có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như đường tình duyên của bản mệnh. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ trải qua một năm nhiều vất vả, lo toan, sự nghiệp khó bề thăng tiến như mục tiêu đã đề ra. Tử vi 2021 tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 xa trung thổ. Năm 2021 không phải là một năm quá thuận lợi đối với người tuổi Bính Thìn, vì vậy mà bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thực chất đương số vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc hơn trong tương lai. Chuyện đầu tư, kinh doanh chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của bạn. Tử vi Bính Thìn 2021 có nhiều điểm bất lợi, đương số nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách mới. Tử vi 2021 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 Đại Lâm Mộc. Người tuổi Thìn sinh năm 1988 phải đối diện với một năm đầy trắc trở. Bạn dễ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp, đối thủ khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến bạn khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả, bản mệnh cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 sẽ trải qua một năm nhiều cạnh tranh trong công việc, căng thẳng về tài chính. Tử vi 2021 tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 Bạch Lạp Kim. Năm 2021, người tuổi Canh Thìn có thể phải học cách một số việc không được như mong muốn của mình, trải qua việc này, có thể bạn sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của bản mệnh không được lý tưởng, bạn cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhặt người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của bạn, bạn cần phải có cách cân đối và giải quyết sao cho hợp lý, chớ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao, khiến cho người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Người trẻ Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ có khá nhiều biến động trong vận trình năm 2021, đánh dấu bước ngoặt mới của cuộc đời. Tử vi 2021 tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 trường Lưu Thủy. Năm 2021, người tuổi Nhâm Thìn sinh năm 2012 cũng sẽ gặp phải một vài vấn đề, tuy có thể không ảnh hưởng lớn đến vận trình nhưng cha mẹ cũng cần phải chú ý để có cách ứng phó sao cho phù hợp. Năm nay, mối quan hệ bạn bè của trẻ nhỏ không được thuận lợi, trẻ nhỏ dễ tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, dễ dẫn đến bị thương. Ngoài ra tính cách bướng bỉnh, thích thể hiện bản thân cũng khiến trẻ nhỏ không muốn tuân theo sự quản lý, giáo dục của cha mẹ. Vì thế, người làm cha làm mẹ cần phải trò chuyện, tâm sự với con nhiều hơn, không nên cứng nhắc luôn bắt con cái phải làm theo ý của mình. Cảm ơn các bạn.